quan của cái máy này. Đây chỉ là cái đầu máy thôi, còn cái chân máy nó nằm trong cái thùng gỗ này. Đi theo máy này, có một cái thước lót để sơ cua. Trong túi đồ này, có sách hướng dẫn sử dụng này. Lục giác để chỉnh dao ở đây, chỉnh độ cao thấp của dao ở đây. Thò con lục giác này vào, đúng khớp vào con ốc, giữ cái dao này. Sau đó sẽ điều chỉnh, nhưng cái này chỉ dùng trong trường hợp dao mài nó nhỏ đi rồi mình mới chỉnh thôi. Cái này để thay lưỡi dao này, vặn ốc ở đây này. Các cái con ốc ở đây này. Các ốc giữ cái dao. Lục giác để chỉnh máy này. Đây là ốc để lắp chân. Hai cái màu đỏ này sẽ bắt, hai cục nhựa màu đỏ sẽ bắt vào hai cái thanh sắt màu trắng này. Mục đích ấy là để gắn vào hai cái vị trí này, vị trí này và vị trí này trên lưỡi dao. Tháo hai con ốc ra và gắn hai cái này vào. Sau khi mình tháo hết ốc dao ra, mình lấy lưỡi dao ra nó sẽ an toàn hơn. Tô vít này, bốn cái miếng nhựa này lót vào chân máy cho nó khỏi bị chảy lên nhà này. Chả đây, bên này sẽ có cái gì không? À, bên đây có một cái thức nhựa, một cái gỗ giấy bằng nhựa. Một cái túi đựng dây cáp nguồn. Đây. Thùng gỗ của cái máy này đấy. Đây là cái sau máy này. Không bên phải thì ngồi trước máy này. Mặt trước này. Có màn hình cảm ứng. Nút bấm cắt trái và nút bấm cắt phải. Cái này là điều chỉnh thước này. Toàn bộ là điện hết nhé. Lưới quang này. Cái công tắc này ấy, khi mà ấn vào đây là chèn giấy nó đi xuống, ấn vào đây chèn giấy nó đi lên. Nếu trường hợp muốn nó đang đi xuống rồi muốn nó đi lên thì sẽ ấn vào giữ nút này kết hợp với nút cắt bên trái, đồng thời hai nút luôn là nó sẽ đi lên. Đây thùng máy bên phải này, bên trái này. Cái cuối sẽ có nút công tắc nguồn của automat này và cái chỗ để cắm ổ cắm phích cắm điện. Chân máy, thùng máy.